vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Fastcar, trung tâm mua bán xe ô tô được qua sử dụng, và mình là Ngọc Mai. Thì hôm nay Mai lại tiếp tục mang đến cho các anh chị một chiếc xe phải nói là rất là hot luôn nha. Dòng này là 7 chỗ, giá mềm, đời cao ha. Bên cạnh Mai đây là Mitsubishi Xpander đời 2019, số tự động nhập khẩu Indo nguyên chiếc. Xe này thì đi được 58.000 km rồi, bên Mai đang bán với giá là 548 triệu nhé. Xe màu bạc nè, nước sơn rất là đẹp và biển số Sài Gòn luôn, 10085. Biển số khá là ok ha, dễ nhớ các anh chị. Nước sơn thì liền lạc đồng màu từ trước ra sau ha. Xe thì trang bị cũng đầy đủ lắm các anh chị, dán phim nè, lót sàn nè, bộ ghế da nè và màn hình Android luôn. Ở đằng sau xe thì có camera lùi cho mình luôn rồi ha. Lát nữa Mai sẽ đi vào chi tiết từng điểm nhỏ cho các anh chị mình xem và tham khảo xe này nhé. Ở phân khúc 7 chỗ mềm mềm này thì bên Mai còn một chiếc nữa là Kia Rondo đời 2019 số tự động luôn. Ở xe đó thì đang bán với giá chỉ có 558 triệu thôi. Còn ở phân khúc cao hơn thì bên Mai cũng còn một số xe nữa như là Santa Fe, ở Sorento, Everest, Honda CR-V nè, và rất là nhiều những dòng xe khác. Nếu mà các anh chị đang có nhu cầu tìm và tham khảo những xe kia, có thể liên hệ ngay với Mai theo số điện thoại bên dưới nè, hoặc là inbox qua Zalo Mai đi, gửi thông tin nhu cầu của các anh chị như thế nào đó, Mai sẽ gửi thông tin hình ảnh chi tiết xe cho các anh chị mình tham khảo nha. Hoặc có thể là kéo lên xem thêm trên kênh của Fastcar nhé. Còn bây giờ mình đi gần hơn xem chi tiết xe này nhé. Xe mình biển số Sài Gòn nè, 10085, khá là đẹp ha, cũng gọi là tương đối các anh chị, như này là dễ nhớ rồi. Ở phần capo mình thì không trầy xước gì hết các anh chị. Đó, không trầy xước ở trên này thì nó hơi dơ. Xe thì mưa nắng mà các anh chị. Ở phía sau thì sơn đồng màu liền lạc từ trước ra sau, mưa nối khá là khít. Ở đằng trước thì Mai thấy cũng không có bị trầy xước, phần cản phía trước cũng không trầy xước gì nhé. Đây, cho các anh chị mình kiểm tra vỏ ha. Vỏ thì Mai thấy cũng có phần hao mòn rồi. Các anh chị mình lấy về thì mình đi thêm một thời gian nữa thì có thể là thay vỏ mới cũng được nhé. Ở đây thì Mai không có thấy đét vỏ rồi, chắc là bị lật vô trong. Xe thì Mai thấy nói chung là nhìn là thấy vỏ là còn ok, mình cứ lấy về thì xài thôi. Mâm thì cũng không trầy xước gì hết nhé. Đăng kiểm đường bộ xe này thì cũng còn tới tháng 1 năm 2023, lấy về thì xài thôi. Các anh chị có sang tên á, thì cái phần đăng kiểm này mình cũng chưa cần đi đăng kiểm lại. Chỉ khi nào á, mà mình hết đăng kiểm thì mới cần đi đăng kiểm lại nha, cứ giữ xài bình thường ha. Rồi ở đây thì có dán phim rồi nè, về mưa nè, ốp chén cửa cho mình đầy đủ luôn ha. Lấy về thì đúng là xài thôi. Phần keo chỉ này các anh chị nha. Xe bên Mai thì trước khi đưa về đã được các anh kỹ thuật xe kiểm tra rất là kỹ rồi thì mới xe đưa xe về. Phần keo chỉ của mình ốc ép nguyên zin ha. Đó, xung chỉ nè. Chỉ zin các anh chị từ nhà máy ha. Ốc chân cửa phía trước nè. Ốc chân cửa phía sau nè. Rồi. Giờ mình sẽ ra phía sau ha. Phía sau này thì cũng không có bị trầy xước mớp méo gì hết. Anh chủ thì cũng có viền cho mình cái đèn inox như thế này ha. Mình có cái camera lùi ở phía dưới này. Ở dòng Xpander này thì sẽ không có cảm biến lùi các anh chị nè. Xem sơ phần gầm bệ giúp Mai ha. Đó, lớp dự phòng các anh chị, ga gió còn sâu nè. Gầm bệ thì không bị xét rỉ gì hết nhé. Rồi, mình đi vô phía trong coi phần cốp luôn. Cốp nè, phần nỉ cốp cũng còn tương đối các anh chị nè. Bên trong này thì ghế đã được bọc ghế da. Hàng ghế thứ ba thì da ghế còn khá là mới các anh chị, bề tì tay. Phần nhựa bên trong xe thì cũng không bị trầy xước hao mòn gì hết nha. Rồi đi giúp mang một vòng ốc cốp và keo chỉ cốp luôn ha. Rồi, đóng cốp lại ha. Phía dưới này thì mình có phần hộp để đồ luôn. Anh chủ khá là kỹ nẹp những cái mà inox như thế này luôn. Nội thất của mình là da ghế này thì anh đã bọc lại toàn bộ các anh chị. Sàn simili và trần thì còn nguyên bản các anh chị nha. Trần nguyên bản, sàn nguyên bản ha. Đó, có hộp gió làm mát luôn cho mình ha. Rồi bây giờ mình sẽ ra phía trước để kiểm tra thêm phần khoang lái nè. Xe của mình sử dụng chìa khóa thông minh để nổ startup, có cái bọc như thế này rất là kỹ càng luôn á. Đây. Ở trên này táp lô thì mình có một cái thảm táp lô nè, phía dưới táp lô thì không trầy xước gì hết. Màn hình này là màn hình cao full, màn hình Android, xem được YouTube nha. Từng cái dàn lạnh phía bên dưới là phần nhựa bên trong xe, cần số này kia thì cũng còn mới đẹp các anh chị nha, sạch sẽ hết luôn. Rồi,
Xem giúp Mai nè, xe này đi được 58.000 km rồi. Phần vô lăng thì cũng còn rất là mới, có hơi bóng nhẹ ở đây chút xíu thôi. Có đèn thoại rảnh tay, cruise control nè. Phần vô lăng ở đây nè, có hao màu chút xíu, thì đặc trưng của Mitsubishi. Và Mai cũng rất là chân thành muốn góp ý luôn, là những chiếc xe của mà hãng Mitsubishi, cái phần logo này không biết si kiểu gì mà nó rất nhanh bị chóc luôn. Đó, chỉ cần để như thế này chà tới chà lui ít hôm là nó chóc hết, mờ hết. Chứ còn cái chị nhìn tổng thể giúp Mai nè thôi, cái vô lăng người ta không có bị gì hết trơn á, những cái còn lại không bị gì hết trơn. Riêng cái logo hãng thương hiệu của mình mà như thế này thì hơi không được ổn lắm ha. Thì cái này thì không sao, các anh chị có thể mai hỗ trợ làm lại cũng được nữa. Còn cái này để lại nó cũng không ảnh hưởng gì hết ha. Thì có phần hơi bóng mờ chút xíu. Rồi bây giờ mình sẽ ra phía trước kiểm tra máy móc rồi capo này kia cho các anh chị mình luôn ha. Mai đang để máy nổ các anh chị nè. Ra cho các anh chị mình nghe tiếng máy luôn nhé. Xe máy nổ cực kỳ êm. Ở dòng 7 chỗ thì với một chiếc xe động cơ 1.5, mức tiêu hao nhiên liệu cực kỳ tiết kiệm, chỉ khoảng tầm 6 đến 7 lít. Như cái dòng Xpander như thế này, các anh chị đi gia đình cũng tiết kiệm, là đi dịch vụ cũng ok luôn ha. Ốc cabo, keo chỉ cabo nè các anh chị. Đó, ốc ác nguyên zinc các anh chị ha. Đây, khung xương phía trước ha. Đó, còn rất là thẳng, rất là đẹp. Rồi, phần ốc máy nè. Đó. Cho các anh chị mình nghe tiếng máy nổ luôn ha. Rồi, nhắc lại một lần nữa ha, xe bên Mai thì cam kết với các anh chị mình là không tai nạn, không ngập nước, không đại tu, động cơ hộp số 3 tết hạn, bảo hành cho mình là 6 tháng 5.000 cây. Nhắc lại thông tin xe này một lần nữa nha. Xpander số tự động đời 2019, nhập khẩu Indo nguyên chiếc, đi được 58.000 km rồi, lên rất là nhiều option, có màn hình giải trí luôn, có bọc ghế da cho mình đầy đủ hết rồi, lấy về xài thôi. Xe này thì bên Mai đang bán với giá là 548 triệu. Anh chị nào cần hỗ trợ tư vấn thêm chi tiết hay về cái thủ tục giấy tờ hay gì đó thì cứ liên hệ với Mai ha. Rồi, bên Mai có hỗ trợ cho các anh chị mình rút hồ sơ luôn nè, hỗ trợ giao xe tận nhà nè, hỗ trợ đổi xe luôn. Các anh chị nếu mà cần đổi xe nè, hoặc là gia đình có xe mà mình không có nhu cầu sử dụng nữa, muốn bán cũng được luôn nha, thì cứ liên hệ với Mai, Mai sẽ tư vấn nè, rồi hỗ trợ cho các anh chị mình định giá xe miễn phí luôn. Đến xem xe tận nhà nha, ký mua bán ký ủy quyền gần nhà mình luôn, không cần phải đi đâu hết nha. Rồi, cảm ơn các anh chị đã theo dõi video này. Nếu thấy thích nhớ cho Mai xin một like nha, comment chia sẻ ý kiến của các anh chị bên dưới, hoặc là theo dõi kênh của Phát Ca đi, để khi bên Mai về xe đăng lên thì các anh chị mình là người đầu tiên xem được nha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị những video tiếp theo.